Ngày 27 tháng 6, cơ sở 1 của công ty giày Ngọc Tè, khu công nghiệp dệt may Phú Nuôi B có ca bị mắc COVID-19. Toàn bộ công ty phải thực hiện lệnh phong tỏa cách ly y tế phòng chống dịch đến hết ngày 19 tháng 7. Khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra, hơn 2 tháng qua công ty đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Là đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu, nên việc đảm bảo uy tín thời gian giao hàng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, ngay sau khi cơ sở 1 nằm trong khu công nghiệp dệt may Phố Đối B được dỡ bỏ phong tỏa ngày 19 tháng 7, công ty giày Ngọc Tề đã bắt tay ngay vào sản xuất trở lại. Và việc ưu tiên hàng đầu chính là đảm bảo an toàn dịch bệnh cho công nhân. Công tác kiểm soát đã được siết chặt với hàng loạt các biện pháp. Điển hình như lắp đặt hệ thống đo nhiệt độ tự động hay điều chỉnh lệch giờ đi làm, giờ ăn của công nhân. Trong phòng ăn có bố trí vách ngăn nhằm đảm bảo yêu cầu giãn cách. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh thì đối với công ty Ngọc Tề thì có thực hiện thứ nhất là vấn đề 5K và cái thứ hai là có yêu cầu công nhân là đi làm có sự giãn cách. Thứ ba là tất cả những khu vực cần thiết là đều có để nước rửa tay ở các cái nhà vệ sinh cũng như là các cửa ra vào. Và ngoài ra đặc biệt quan trọng đó là công ty cũng có thực hiện xét nghiệm cho công nhân. Công ty còn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về dịch bệnh, từ đó công nhân nêu cao ý thức giữ gìn, bảo vệ mình khi ở ngoài công ty, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện có F0, cũng như khu vực xung quanh xuất hiện dịch. Nhờ đó đã duy trì việc làm cho trên 12.500 công nhân ở 3 cơ sở là trong khu công nghiệp dệt may Phố Đối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tại huyện Yên Mỹ và huyện Tiên Lữ. Sau khi đi làm trở lại thì công việc chúng tôi làm rất là ổn định, công nhân là rất là vui vẻ, phấn khởi. Các chế độ của công ty vẫn đáp ứng đầy đủ, không thiếu một đồng nào. Em là F0 đầu tiên của công ty em, tổ em là 25, đã phải có 45 người phải đi cách ly vì em. Đến với thời điểm này thì là các chị em ấy là sức khỏe đã hồi phục, là đi làm hết. Công ty giày Ngọc Tề có 100% vốn nước ngoài, thành lập đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay, luôn duy trì đảm bảo mức thu nhập cho công nhân trung bình là 9 triệu đồng một người trên tháng. Cùng với đầy đủ các chế độ phúc lợi như lương, thưởng, lễ Tết, được biết hiện nay công ty đã có đơn hàng đảm bảo duy trì sản xuất đến hết năm 2022. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 9, công ty đã tiến hành tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho toàn bộ công nhân.